Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài học vẽ đường thẳng, đường cong, trang 44. Thì các em học bài này để mà vẽ được các cái hình mà có sử dụng đoạn thẳng, đường thẳng hoặc là đường cong như hình ở trang 45 hoạt động thực hành này. Rồi hình ở trang 46. Hình ở trang 46 này là có nhiều cái đường cong. Còn hình ở trang 45, ngôi nhà và cái con thuyền thì cũng vừa đường thẳng mà vừa đường cong luôn ha. Thì các em còn nhớ cách mở phần mềm Paint ra không? Các em vào ta cái góc ở dưới cùng này này, mở trên cái thanh này là sẽ có phần mềm Paint, hoặc là các em bấm vào Inbox ở dưới góc này, mở chữ P Paint, rồi các em nháy đúc chuột hoặc là máy được phải còn open. Rồi cái trang vẽ của mình nó bị thu nhỏ như vậy thì cô sẽ di chuyển chuột thành hai mũi tên, thành mũi tên hai chiều. Rồi cô giữ chuột trái và cô kéo nó ra. Khi các bước để mà vẽ được một hình thì các em có thể là vẽ hình tự do thì mình chọn bút chì, mà còn vẽ hình theo mẫu thì mình có thể chọn ở trong này sắt. Rồi sau đó là chọn kích thước, chọn màu này, hoặc là các em có thể chọn màu trước rồi chọn kích thước sau. Rồi, ví dụ như vẽ ngôi nhà ở trang 45 thì các em làm như thế nào? Đầu tiên, các em chọn đường thẳng. Ngôi nhà này là có phong cụ đường thẳng mà. Một đường thẳng, chọn size. Để các em có thể chọn size 2. Rồi màu ở đây là màu đen. Nếu các em muốn màu khác thì mình có thể chọn lại màu. Không thì muốn màu đen thì mình để nguyên như vậy. Rồi các em kéo xuống này. Các bạn di chuyển chuột làm sao để nhìn nó thẳng. Cái đường nó bị nó cong là nó hơi xấu à, mình phải để cho nó thẳng mới thả chuột ra. Rồi tiếp theo các em nhả chuột ra ngoài, rồi vẽ thêm một đường thẳng nữa. Các em chú ý mấy cái đầu nối này là phải chính vào, nếu mà bị hở là tí nữa tô màu là màu nó sẽ bị loang ra ngoài ha. Rồi các em nối lên, nối qua, nối qua, chú ý là hai đầu. Hai đầu và chân. Đây, các em chú ý cái mũi tên 4 chiều này này. Là các em có thể giữ chuột trái và kéo xuống để cho nó kín. Nó kín ở cái đầu này ha. Thì bên này bị thừa.
Đến nơi bị thưa thì mình có thể dùng eraser tẩy, mình xóa. Xóa thì các em đừng có di chuyển chuột đi qua về ha, đừng có giữ chuột rồi di chuyển nó bị sẽ bị ví dụ như là các em giữ chuột di chuyển là nó sẽ bị như thế này thì các em phải quay lui nè. Rồi mình đưa chuột về và nhảy chuột trái, nhảy một cái thôi. Đó. Lỡ mà các em bị làm cho cái nhà này nó bị hỏng chỗ nào đó thì các em có thể bấm cái quay lui này thì nó trở lại nè. Quay lui mũi tên xanh rồi, tên đường thẳng nữa. Nó lên chính giữa. Khi nào mà nó thấy nó nằm ở chính giữa là mình thả chuột ra. Rồi kéo xuống này. Rồi, tiếp tục. Các em có nhiều cách vẽ. Có thể ngôi nhà này các em chọn cái hình vuông này cho nó nhanh nhanh hơn nhờ mình vẽ đường thẳng. Đúng. Rồi chọn đây hình tam giác này, các em cứ kéo đài nó đi, tí nữa là mình đưa chuột thành mũi tên 4 chiều mình di chuyển, à mũi tên 2 chiều để kéo xuống này, di chuyển này. Đó. Rồi mũi tên 4 chiều để mình di chuyển cái hình. Hiểu chưa? Mình di chuyển đến khi nào mà thấy nó cân đối rồi thì mình mới nhảy chuột ra ngoài nha. Còn các em ấy, chưa cân á, thì mình phải chỉnh trước. Trước khi mình đưa chuột ra ngoài thì mình phải chỉnh cho cái hình nó cân đối này. Đó, mũi tên 2 chiều. Để mà điều chỉnh cái kích thước của cái hình này. Mũi tên 4 chiều để di chuyển. Rồi, khi nào mà các em thấy được rồi á thì mình nhấn chuột ra ngoài. Và lúc đó là mình không di chuyển được, không chuyển được nè. Còn cái hình này mà mình không thích nữa thì mình có thể bỏ qua nó. Này, nhấn vào select. Rồi, đưa nó cao cao hơn cái hình này tí này. Nhấn chuột vào. Kéo một cái đường chéo xuống. Cho nó bao hết cái hình này. Rồi mình nhấn vào cái mũi tên ở select này. Delete này. Đó. Và xóa. Rồi, còn bây giờ vẽ ống khói. Các em có thể chọn đường gấp khúc, chọn đường gấp khúc kéo lên, rồi sau đó là rồi chọn hình chữ nhật nè, vẽ cửa. Thấy cái cửa này nó chưa cánh lắm thì mình di chuyển sang. Rồi tiếp tục cửa sổ. Cửa sổ này cũng làm sao cho nó cân đối một tí nè. Đó. Rồi bây giờ làm sao vẽ đường cong này. Vẽ mấy cái khói ở trên này thì các em á có thể chọn cái công cụ đường cong, công cụ đường cong curve, rồi chọn size nhỏ hơn tí. Em kéo về một đường thẳng. Đó, đường cong thì đầu tiên mình phải vẽ một cái kéo về thành một đường thẳng trước. Xong sau đó mình để chuột ở chính giữa cái đường thẳng đó.
bên nhánh chuột trái. Đây cô sẽ kéo một cây đường cho nó dài ra. Rồi. Sau đó là nhánh chuột ở chính giữa. Giữa cây đường cong này. Nhánh chuột trái chính giữa là mình kéo, mình giữ chuột trái. Mình kéo ra. Là nó cong à? Muốn kéo cong bên nào thì mình kéo bên đó. Rồi. Các em mới chỉ mới kéo được một lần á, thì các em đừng có nhấn chuột ra ngoài nha. Nhấn chuột ra ngoài là bị hư hình ha. Đó, cô ví dụ như là cô nhấn chuột ra ngoài là hình nó sẽ bị như vậy. Quay lưng này. Vẽ cái đường cong này nó hơi khó một tí, các em phải chú ý. Rồi, mình muốn cong chỗ nào thì mình giữ chuột ở chỗ đó, mình kéo ra. Rồi kéo ra rồi thì làm gì nữa để nó không bị hư hình? Thì các em nhấn chuột lại vào đường cong, nhấn chuột trái lại vào cái hình này. Đó. Rồi bây giờ mình mới vẽ tiếp này. Rồi mình cứ nhấn giữa cái đường đó và mình kéo ra thôi. Tiếp tục mình lại chọn đường cong. Các em chú ý nha, mình phải chọn đường cong cho mình đừng có nhấn chuột ra ngoài là bị hư cái gì đó. Tiếp tục như vậy. Để sau đó thì các em tô màu, thì các em chọn công cụ tô màu, thì chọn màu tô lên cho nó đẹp. Đó. Rồi. Con thuyền thì tương tự như vậy, các em có thể chọn đường thẳng để vẽ con thuyền, còn chọn đường cong để vẽ cánh buồm. Cánh buồm thì các em chọn đường cong nè, kéo xuống nè. Cô chọn nét lớn hơn nè. Đây, đầu tiên các em chọn đường cong xong rồi các em vẽ một cái đường thẳng xuống như vậy. Rồi các em muốn nó cong ở giữa này thì các em phải đặt chuột ở chính giữa, nhái chuột trái, giữ chuột trái và kéo nó ra. Rồi thấy nó chưa đẹp thì mình có thể mình chỉnh nó. Chỉnh làm sao nhìn cho nó đẹp một tí ha. Mình vẽ đường cong xong thì mình sẽ chọn công cụ đường thẳng để vẽ. Rồi tiếp, đường thẳng tiếp. Rồi sau đó là mình vẽ con thuyền. Rồi tiếp tục. Các em dựa sách sang trang 46. Bây giờ mình sẽ vẽ được vẽ ngọn núi và con đường. Thì làm sao để vẽ được con đường ngoằn ngoèo như thế này? Thì các em chọn công cụ gì? Đường thẳng hay đường cong? Rồi mình chọn công cụ đường cong. Rồi chọn cái nét nó nhỏ nhỏ thôi cho nó nhìn nó đẹp hơn. Rồi cô chọn màu xám này.
Cô sẽ vẽ con đường từ trong nhà này đi ra. Rồi bây giờ cô sẽ cho nó cong ở hai đầu. Nó không cong một đầu nữa. Đây cái hình này thì cong được một chỗ thôi. Bây giờ cong đầu này ha. Cong đầu này thì cô giữ chuột trái ở đầu này cô kéo. Rồi kéo qua bên này. Rồi cô sẽ giữ chuột phải và chuột trái ở đầu này cô kéo sang sang bên này. Rồi cô kéo chuột hai lần thì nó sẽ hiện ra một cái khung như thế này. Thì lúc đó là nếu mà ra cái khung này các em muốn di chuyển như thế nào thì các tùy ý các em ha. Đó, các em có thể di chuyển. Rồi sau khi xong thì các em nhấn chuột ra ngoài. Đó, khi nào có cái khung bao quanh như thế này thì các em có thể nhảy chuột ra ngoài được ha. Mà nếu mà chỉnh mà chưa có cái khung này á thì mình phải nhấn lại cái đường cong để mà vẽ tiếp. Đó. Rồi bây giờ các em chọn đường cong tiếp. Rồi vẽ. Nối từ đây tới đây. Các em cứ nối thẳng một đường vậy cho cô. Rồi sau đó là mình muốn cong chỗ nào thì mình giữ chuột chỗ đó. Mình kéo ra. Này bị lỗi rồi. Các em quay lui nè. Cô vẽ lại. Rồi kéo ra này. Các em cứ kể như vậy ha, cô chưa kéo đường cong cho nên nó bị chồng lên nhau vậy á. Rồi bây giờ các em sẽ kéo giữ chuột trái ở đây, kéo ra. Kéo rồi giữ chuột trái ở đây, kéo tới. Sẽ di chuyển cho nó nhìn nó đẹp hơn tí. Rồi. Như vậy là các em biết cách vẽ đường cong chưa? Cô sẽ xóa cái hình này đi, thay vào đó là vẽ các cái ngọn núi. Thì cô nhấn select. Đây, cô giữ chuột đây, cô kéo xuống nè. Thành một cái hình bao quanh, hình chữ nhật bao quanh. Cô đó, delete. Dấu nhân màu đỏ. Đó, là xóa. Cô có thể vẽ mặt trời. Mặt trời ở góc này nè. Mặt trời này cho màu đỏ đi. Rồi các em chọn kia gì đó tùy ý à, bên ngoài cái tiên rồi tiếp theo à, cô vẽ ngọn núi nè. Ngọn núi thì cô sẽ vẽ. Rồi là sai rồi nè, quay luôn nè. Cô chọn màu màu nâu nha. Rồi chọn đường cong, rồi chọn cái nét nét vẽ. Bây giờ cô sẽ vẽ thẳng như thế này, nó hơi xinh xinh lên một tí nè, bởi vì cái đầu này nó ngắn thôi. Và bây giờ cô kéo lên. Rồi tiếp tục này chọn đường cong. Các em nhớ là khi mà nó chưa có cái khung chữ nhật bao quanh thì các em đừng có bấm chuột ra ngoài. Các em chọn tiếp đường cong. Bởi vì bấm chuột ra ngoài là nó sẽ vô hình này. À.
Rồi cô bấm tròn đường cong tiếp. Rồi cô kéo như thế này. Đây. Rồi nắm vào giữa, kéo lên. Nó có bao nhiêu thì các em kéo lên. Rồi tiếp tục. Nó ra. Muốn cái ngọn núi càng cao thì mình kéo cái đường thẳng này, mình vẽ cái đường thẳng này phải càng càng dài ra. Nắm ở giữa, kéo lên này. Tiếp tục như vậy ha. Rồi các em vẽ tiếp cho cô ha. Thì đây coi như là một bài tập về nhà. À, các em có thể vẽ nhà này, con đường này, núi này, mặt trời này. Các em được vẽ rồi tô màu làm sao đó nhìn cho nó đẹp ha. Nếu mà muốn tô màu được cái ngọn núi này, các em có thể là làm một cái đường thẳng kéo từ đầu này tới đầu này cho nó chính lại đó, chính lại thì mình mới tô màu được. Rồi các em vẽ làm sao đó thì nhìn cho nó đẹp mắt một tí ha. Có mây, có núi, có mặt trời, có biển, có sóng chẳng hạn, rồi có con đường cong cong ha. Nhà. Rồi về nhà vẽ cho cô rồi chụp hình lại nộp qua Zalo cho cô ha. À, nào không có máy thì không cần phải vẽ trên giấy đâu ha. Các em đọc bài trong sách cho cô là được. Các em sao để mà lưu. Nếu mà không lưu thì đôn sao. Cô bấm sao này. Rồi nhắc lại cách lưu bài. Bấm sao xong rồi. Mình phải chọn cái thư mục của mình đã lưu. Có thể các em tạo thư mục trên desktop thì các em phải vào desktop. Rồi nếu chưa có thư mục thì nháy chuột phải, chọn new, chọn folder. Các em đặt tên là học tập đi. Rồi nháy chuột ra. Rồi đặt tên lại cho bài là bấm cảnh. Rồi bấm sao. Đó, như vậy là các em đã có một cái thư mục học tập. Đấy, khi nãy cho em lưu ra ngoài desktop rồi, là không cần lưu ra ngoài desktop. Các em mới tạo được cái thư mục new folder. Các em di chuyển cái phong cảnh này vào new folder. Rồi đổi tên lại, new folder là học tập, còn thì tên của mình, rồi em là như tên mình đi, đó, chấm 6, ví dụ như vậy ha, enter. Các bạn có thể chụp hình cả cái thư mục này nộp cho cô cũng được. Rồi, trong này có bức tranh mình vừa mới vẽ. Rồi nhớ làm cho cô nha. Chào các em.